Cái này cũng cây cũ rồi nha bạn, cây này cây ế nè, cắt rất tà le, hột dưa luôn nè. Cây này thì cái hoành lớn lắm, cái hoành khoảng 40-45. Nhà con bài, nói chung cây này cũng là cây cũ thôi bạn ơi, bán cho anh em. Cây này thì nu khỏi nói rồi, nu dữ lắm, khúc trên khúc dưới gì nó cũng nu dữ lắm, nhưng mà có cái tông nó hơi xấu thôi. Cái này nói chung bán lấy xác rồi thôi bạn ơi. Cái này coi như lỗ đứt đường rồi, y như mua cây bị lủng. Này nói chung thời gian hơi tốn thời gian nuôi, nó bự xác, mà bự xác có nu, nhưng mà cái tông cây nhìn nó không, nó kiểu nó không được đạt. Mấy bạn nhìn nhiều khi mua mới nhìn thì thấy nó được được, về cắt từ từ riết từ lưa không dưa luôn, nhìn nó hết được rồi. Nu không nha bạn, cây này mình dám thêm sậy cho anh em mua, ai nào thấy được rẻ là mua. Cây này nu, nó được ưu điểm là nu, dưới bự xác, đế thì cũng ngồi là được, nhưng mà cái phong cây nó không được đẹp. Này có chỗ hõm như này, nó không rễ bủa xuống. Cây này mình chưa biết. Cây này chắc mình dục dưới đất thêm khoảng 3-4 năm nữa mới lấy lên quá. Chứ kiểu này bó tay rồi. Ui không các bạn ơi, anh em nào thấy bự được rẻ rồi, mua. Này bự.